của thành phố. Mới chỉ đây năm thôi, thế nhưng mà trên địa bàn tỉnh đã xảy ra những cái đợt dông lốc cũng như là mưa đá. Vậy thì ông có cái cảnh báo như thế nào để người dân có những cái biện pháp đi không ạ? Hiện nay thì đang trong cái giao mưa thì chúng ta cũng đã gặp dông lốc sét mưa đá ở một số huyện, đặc biệt là huyện miền núi thì cũng gây ra một số các cái thiệt hại nhất định. Thì để phòng ngừa cái việc mà thiên tai, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã tham mưu cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự là chỉ đạo các cái địa phương phải xây dựng các cái phương án, xây dựng các cái kịch bản để khi mà thật thiên tai xảy ra thì chúng ta không bị lúng túng, đặc biệt là chúng ta sẽ không bị bất ngờ khi thiên tai xảy ra. Năm nay dự báo là thời tiết sẽ có những diễn biến bất thường. Vậy thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có những cái giải pháp như thế nào để có thể ứng phó cũng như là giảm thiểu thiệt hại? Địa bàn của chúng ta là ảnh hưởng rất là nặng nề trong cái biến đổi khí hậu. Vì vậy cả cái thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng nhiều. Vì vậy do đó là cái điều mà ứng phó được với cái thiên tai bất thường xảy ra như trong cái thời kỳ hiện nay ngay từ đầu công tác phòng chống thiên tai của chúng ta cũng đã cho là xây dựng các cái phương án ứng phó với thiên tai, phương án chi tiết thực hiện vừa là phương thức tập thực tế để làm công tác phòng chống thiên tai và đặc biệt là chúng ta không để bất ngờ khi thiên tai xảy ra. Thì công tác mà chuẩn bị mới thì chúng ta cũng đã làm rất là kỹ, do đó là khi mà thiên tai xảy ra thì cái công tác ứng phó của chúng ta cũng đã chủ động. Vâng, xin cảm ơn ông. Thiên tai là điều bất khả kháng và với những tiểu hình thời tiết cực đoan luôn ẩn chứa yếu tố bất ngờ và khó lường. Vì thế việc chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Và từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chuyên mục mỗi tuần một vấn đề. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các thông tin quan trọng khác. Theo số liệu từ mạng lưới thư viện toàn cầu, theo số liệu thống kê đến năm 2021, Việt Nam có số lượng thư viện công cộng cao nhất Đông Nam Á với tổng số gần 7.000 thư viện công cộng. Thái Lan đứng thứ hai và Malaysia đứng thứ ba. Những số liệu này chỉ bao gồm các thư viện công cộng và không bao gồm các thư viện học thuật và các loại thư viện khác. Thư viện công cộng đã trở thành một phần không thể thiếu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, không chỉ giúp nâng cao kiến thức, đây còn là nơi dành cho sinh viên chuyên gia học tập và làm việc, tổ chức các hoạt động có giá trị như câu lạc bộ sách nhằm nâng cao sự quan tâm của công chúng đối với văn học và tổ chức các chương trình giáo dục. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm, cơ quan này đã chi chế độ trợ cấp và hỗ trợ học nghề ngắn hạn cho hơn 154.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giảm gần 2.000 người so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết quý 1 năm 2024, cả nước có hơn 14,24 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023. Số người lao động tham gia chính sách tăng là minh chứng sống động cho thấy thị trường lao động việc làm trong những tháng đầu năm 2024 có nhiều khởi sắc. Rất nhiều người lao động có việc làm mới và ghi tên vào hệ thống an sinh bằng cách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Số lượng lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp rút bảo hiểm xã hội một lần cũng đều có xu hướng tăng. Kết quả này phần nào cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở tuyến vận tải Trường Sơn, bí mật chi viện sức người sức của cho chiến trường Việt Nam. Di tích quốc gia đặc biệt, cột mốc số 0 ở thị trấn Tân Kỳ là nơi xuất phát của con đường cơ giới chiến lược phía đông Trường Sơn được Hồ Chí Minh điều khoản. Những ngày tháng tuần lịch sử, đây cũng chính là thời gian mà mọi người dân cùng những thời kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh. Đến lúc chúng ta mong rằng giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Vì thế, hàng vạn công binh, nhân dân ta, người dân của các huyện thuộc tỉnh Nghệ An cũ đã tập trung để khởi công đại đường này. Họ đã lập một thành tích và với hàng ngàn khối đất đá khôi phục hàng chục cầu cống, trực tiếp đánh rơi máy bay và bắt nhiều thật lại. Tại đỉnh đầu thuộc địa phận thị trấn Tân Kỳ, một cây gỗ được khắc thành cây số 0 để xác lập điểm khởi đầu của con đường.
việc lên chỉ như ban công an chấp hành trung ương đảng khóa hai đã cho được việc mình rất trực tiếp giao cho nhiệm vụ cho đoàn công tác các sự đặc biệt tức là tiền thân của đoàn 5 năm chỉ như ban trung ương đảng khảo sát nổ lương khi đường cho chuyển trên như ban đây chỉ là con đường nổ lương của thầu thôn nổ của tiền tìm đến con đường mang tên Hồ Chí Minh vĩ đại. Cuối năm 1972, đoàn 859 đã khởi công xây dựng tuyến đường Đông Trường Sơn, nối đến phận Lộc Ninh là tuyến đường huyết mạch cung cấp hậu cần, góp phần về quân và dân cả nước làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đừng người bị tình cũng kêu gọi thủ tướng Nguyễn Văn Phong